Lưu Quang Anh hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Alo Phim Nghe. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về Gia Đình Võ Thuật, bộ phim đang phát sóng trên HTV7 vào lúc 21h55 thứ tư hàng tuần, thông qua buổi phỏng vấn cùng hai khách mời, một người quen của Alo Phim Nghe và một người lần đầu tiên xuất hiện. Thời gian qua, họ đã tham gia khá nhiều sitcom, để lại ấn tượng sâu sắc và chắc chắn trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Họ là ai? Mời quý vị đến với chuyên mục Bật Mí ngay sau đây. Thưa quý vị, ekip Alo Phim Nghe hân hạnh mời đến phim trường diễn viên Lê Nam và diễn viên Dương Gia Mỹ. Anh Lê Nam là một gương mặt rất quen thuộc trên sân khấu kịch và truyền hình. Anh tham gia diễn xuất từ năm 13 tuổi và đến nay có hơn 20 năm tuổi nghề rồi. Một điều khá đặc biệt là anh diễn viên Lê Nam chuyên trị những vai nho nhỏ nhưng rất là ấn tượng và cực kỳ đáng yêu. Kể sơ sơ trên sóng truyền hình thôi ha, là anh đã có dăm ba tác phẩm gọi là rồi, giống như là Gia Đình Võ Thuật nè, Muôn Kiểu Làm Dâu, Làm Rể Mười Xuân, và trước đó còn có Gia Đình Showbiz, Ngũ Hợi Tấn Hỷ vân vân. Vì vậy quả là thiếu sót vì đến hôm nay Quang Anh mới được tiếp chuyện với anh Lê Nam. Và một người ngồi kế anh Lê Nam nữa, hẳn quý vị cũng đã nhận ra rồi, là cô bé Tâm Ý trong Gia Đình Là Số 1 phần 2. Lần đầu tiên cho Lê Nam xin gửi đến chương trình Alo Tôi Nghe một lời chúc sức khỏe và lời chào rất trân trọng. Dạ, Gia Mỹ xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Phim Nghe. Và Gia Mỹ cũng rất là vui khi đây là lần thứ hai được mời trở lại với chương trình. Trong bộ phim Gia Đình Võ Thuật này thì anh Nam và Gia Mỹ đóng vai hai cha con với nhau. Thì anh Nam và Gia Mỹ có thể chia sẻ sơ lược về nhân vật cho khán giả cùng nắm không ạ? Đầu tiên khi mình nhận cái vai như vậy thì rất là quan mang, tại vì ngoại hình không được đẹp lắm á, mà tại sao có một đứa con gái nó đẹp như vậy. Wow. Thì mình phải tin vào những dục vật của mình mới diễn được chứ, cái gán tin mà tin không ra. Cái bắt đầu mới suy nghĩ, vợ mình là chị Thi Mười mà. Dạ. Chị Thi Mười cũng đẹp thì con giống mẹ cũng được, bắt đầu mới tin thì mới diễn được. Thì đó, thì khi mà diễn chung với Gia Mỹ thì thực sự chưa làm việc với Gia Mỹ lúc nào hết, nhưng mà đã từng có cái Gia Đình Số 1 rồi và rất thích cái vai của em, tại vì mình là một cái fan trung thành của Gia Đình Số 1, rất mê từ phiên bản ngoại tới phiên bản Việt Nam, thì phiên bản nào mình cũng coi hết rồi và rất mê. Và ngày hôm nay được hợp tác với em nữa thì cảm giác tự nhiên con cảm giác không bị rung rung á, lỡ ra thể hiện được chê mình sao quá. Còn Mỹ, vai diễn kỳ này là có vẻ như là gai góc và mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, thì Gia Mỹ có chuẩn bị gì cho vai diễn này không? Có thể hiện khác hay là có cảm thấy đây là một trải nghiệm mới không? Dạ có chứ. Khi mà em nhận vai là em giống như là muốn thử thách mình với một cái nhân vật hoàn toàn khác mà trước đó mình thể hiện á, thì em chuẩn bị rất là cái nhiều từ những ngày đầu đọc kịch bản. Vì là em khi mà xong bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 thì cái nhân vật Tâm Ý nó còn lưu lại. Lưu lại trong em á, cho nên là khi mà hóa thân vào Thanh Hà trong Gia Đình Võ Thuật thì em vẫn còn hơi hướng Tâm Ý rất là nhiều. Em vẫn còn nhớ là những cái cảnh quay đầu á là thấy nguyên Tâm Ý luôn chứ không thấy Thanh Hà. Là em cứ kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ rồi nói chung là không thể hiện ra nhân vật. Thì em mới suy nghĩ là mình phải thay đổi rất là nhiều về từ giọng nói, từ cái cách mình đi, mình đứng, mình ăn. Ví dụ như Tâm Ý thì ăn bình thường nhưng mà Thanh Hà thì ngồi như thế này mà múc múc ăn ngồm ngàm như vậy đó. Thì em mới bắt đầu để ý và chuẩn bị về tâm lý, về hình thể, hình dáng, tạo hình của mình lại và ra Thanh Hà. Rồi đạo diễn, rồi Ba Nam có góp ý gì cho em dạ, thêm không? Dạ có chứ, anh đạo diễn có nói với em là nhân vật Thanh Hà thì cần như thế này thì em mới suy nghĩ và nhìn lại cái nhân vật của mình và mình nên thể hiện như thế nào. Ba thì cũng có góp ý cho trong những lúc quay, con như thế này, con như thế này, con phải làm nhớ nha, ba như thế này, con như thế này nha. Nói chung là không biết thể hiện đúng hay không, tại cái vai này cái vai nam tính. Yeah. Mà nhìn sau lưng là tưởng là con trai không á. Wow. Không còn nét gái. Tướng đi thì khệnh khạng, nói chung là kể cả về phục trang này nọ cái thì Gia Mỹ thể hiện rất tốt cái vai này. Yeah. Theo như Nam nhận định như vậy. Ba nhận định như vậy tức là đã thành công được một nửa rồi đó. Trời ơi, ba nhận định như vậy thật sự những ngày đầu con quay con áp lực lắm á ba. Thiệt, con sợ là con làm không có ra. Sao sợ, mình phải tin vào nhân vật của mình giống như là anh Nam nói nè. Ra mà. Ra mà đúng không? Như con trai vậy đó. Như con trai vậy đó. Trở lại với nhân vật của anh Nam đi. Đây là một ông bố ở trong gia đình nhà võ, nhưng mà lại
không biết cũng miếng vỏ nào hết trơn, thậm chí là gặp chỗ cướp là sợ đi ra quần luôn. Sợ, đúng rồi. Ngay tầng 1, em vỡ luôn. Mà lại hơi có hơi hướng là hơi khù khờ chút xíu. Em nhớ có một tập là mà em của anh là nhân vật Sơn đó, dụ anh mua đôi dép. Đó, mà anh mà tỏ ra là tao là đàn ông trong nhà nè. Ai giờ mình phải bảo vệ gia đình nè. Ai làm gì vợ? Cuối cùng anh bị dụ hết. cái tình huống kịch bản nó rất là dễ thương. Cái vai anh thì ngay từ đầu đạo diễn kêu là mua ai một cái giống như trong gia đình đó, anh với chị Mười á thì anh là một người vợ mà chị Mười là một người chồng. Tại vì chị Mười thì võ thuật này nọ cái là bà Mười phải làm dữ lắm, võ bà múa đồ ghê lắm, còn anh là múa lụa mà, anh múa lụa rồi anh nấu bếp này nọ đồ lo lắng cho gia đình. Thì trong cái tập đó thì bắt đầu thấy Sơn lừa đảo gia đình nhiều quá, kỳ quá, là quyết định là thể hiện tính đàn ông mình lên. Qua phải xử thằng em vợ mình, tại sao gia đình mà em đối xử như vậy, xử rốt cuộc nó lừa mình thêm đôi dép nữa. Cái đó trong phim thôi chứ ngoài đời là có luôn á, không bỏ qua được đâu. Ở ngoài đời thì anh thấy tính cách của mình như thế nào, có tương đồng với nhân vật không, có dễ thương vậy không, hay là mình như thế nào? Không, ngoài đời thì anh là một người cũng ít nói, tại vì nếu như người đầu tiên mà tiếp xúc với anh lần đầu thì cảm giác như bị khó gần. Anh rất là không phải là anh khó gần mà tại vì anh không biết cách để diễn đạt là mình cũng muốn nói chuyện với người ta, mình chỉ cần ngồi mà chỉ cần người ta nói chuyện mình là mình nói chuyện lại liền. Mà người ta thấy mình khó mà người ta không nói chuyện cái người ta im luôn, cái mình cũng im luôn. Ba nhưng mà gì nè, ba im, ba chỉ cần quăng một miếng thôi là người ta tự cảm thấy là cũng không, đôi khi muốn nói chuyện với ba liền á. Tính là quăng đó nhưng mà sợ không dính, dính nó ghét thêm nữa, cái cứ ngồi im vậy, cái ai nói chuyện bắt đầu mới nói chuyện lại, rồi bắt đầu mới thân thiết. Cái tính cách từ xưa giờ nó vậy thôi. Vậy quý vị khán giả ơi, mỗi lần mà gặp anh Lê Nam á thì quý vị hãy bắt chuyện với anh Lê Nam để Lê Nam có thể có nhiều người khán giả vậy chạy ra xin chụp hình, cái tự nhiên nghe sau lưng thôi mặn khó quá, xin chụp không biết ông cho hay không, bị hoài ha. Xong cái không hay chụp nó cũng buồn chứ, nhục nhã diễn viên một mít người chụp hình. Không phải sau này mình biết lý do, biết lý do cái giờ ra đường mình cười hoài luôn đó, nếu không có định nói kiểu ba cứ cười đi, cười hoài luôn thì cũng giờ cũng được xin chụp khá khá rồi đó. Thì anh diễn những cái vai ấn tượng vậy thì anh có bí quyết nào chia sẻ cho em với lại Gia Mỹ cũng biết là làm sao mình tạo được cái điểm nhấn, cái ấn tượng cho nhân vật của mình không? Anh thì cũng nghe mấy anh lớn nói thôi, anh Long đẹp trai rồi, những người anh lớn của anh đã làm nghề thì truyền lại cho anh là những là cái cách thể hiện giống như Gia Mỹ này, nó có nghĩa là thể hiện bằng nhân vật chứ không bằng cái duyên bản thân. Cái duyên bản thân một lúc đó nó sẽ hết và khán giả sẽ không còn cười về bản thân mình nữa, mà người ta sẽ cười nhân vật, thì cố gắng khai thác cái nhân vật mình thì sẽ sống dai trong lòng khán giả hơn. Thì theo anh là như vậy thôi. Nói chứ mình nói thì đơn giản, nhưng mà để mà khai thác được một cái nhân vật cũng hơi khó, khó. Tới Gia Mỹ đây mà thủ khoa trường sân khấu điện ảnh đây mà còn phải chật vật khai thác nhân vật Thanh Hà thì biết như thế nào rồi, đúng không Gia Mỹ? Dạ thì cũng đúng, nhưng mà em là em giống như là về xét về khiếu hài là em còn học hỏi ba rất là nhiều. Tại vì thực sự khiếu hài em cảm thấy là không phải bản thân ai muốn là có được đâu. Đúng rồi, mà đúng nó rồi. Là một cái duyên gì đó khó nói lắm. Một cái duyên ngầm á. Duyên ngầm giống như ba nói vậy là con thấy không đúng đâu. Con thấy là giống như là trong người ba có sẵn một cái duyên gì đó rồi. Người ta khi mà ba thể hiện nhân vật đó là người ta càng dễ mến ba hơn thôi, chứ không phải là khai thác nhân vật đâu. Ba nói sao thì hên thôi. Hên thôi. Em có nhớ cái phân đoạn mà anh đi ngồi anh phân bua với lại một cái thằng nhóc nít như nè mà đụng anh, rồi cuối cùng là đâm đâm mình là người đụng, người bị đụng mà mình lại phải đền tiền cho người ta. Với lại cái thằng bé nó diễn quá lanh, nó diễn nước lanh nên mình diễn nó cái tự nhiên thằng bé diễn lanh quá, cái mình nói gì nó nói thêm đó. Ví dụ như diễn những người mà người ta không gì đi thôi thì tới đó mình ngưng lại, thì mình sợ mình nói thì người ta không nói được. Còn bé là mình có cảm giác mình nói gì nó trả lời đó, nói gì là nó rất là lanh, nó diễn phân đoạn nó rất là thích thằng bé đó. Nói trong cái phân đoạn đó anh với cậu bé diễn rất là ăn ý nhau, mà em coi nó duyên là hai người nó ngoài kịch bản không á. Mà nó nói những cái ngoài kịch bản, xong bé nó lanh dữ vậy. Vậy là cái đó là có những cái câu nói ngoài kịch bản luôn á hả? Thường thì sitcom anh đi quay đó thì cũng đôi khi mình cũng thêm thắt này nọ nhiều. Chứ nó cũng không như là phim điện ảnh hay phim truyền hình là câu thoại phải đóng khung vậy. Thì sitcom thì mình có thể mình thêm thắt được, quan trọng là mình thêm thì mình xin ý đạo diễn coi xem cái chỗ này được hay không,
đạo diễn nói ok anh, không mất nhân vật của anh hoặc là không ảnh hưởng đến tình huống sau thì anh cứ làm. Đạo diễn trong phim Gia đình phẫu thuật này thì cho anh tùy ý sáng tác thêm nhân vật hay là gò bó thêm một khuôn mẫu nào và ca mỹ nữa? Đạo diễn chỉ mong muốn là nhân vật của mình là thể hiện đúng cái tính cách thôi. Còn những cái gì mà em thêm hay là khai thác cho bản thân á thì chỉ phục vụ cái tính cách đó thôi. Mục đích chính vẫn là thể hiện rõ tính cách và mục đích của nhân vật. Cho nên là đạo diễn không có gò bó đó đâu. Em nói thiệt đi, cô nói thiệt chưa? Em nói... cáo đi. Em nói thiệt đó. Nói chung thì đạo diễn phim này cũng dễ thương. Tân cũng Tân là đạo diễn phim này. Dạ. Thì cũng cũng cho tụi anh thể hiện thoải mái. Dạ. Cứ thể hiện hết tất cả những gì mà mình suy nghĩ ra, mình làm, mình thể hiện thoải mái. Nhưng nó trong một cái khuôn khổ tính cách của nhân vật chứ không được lan man ra ngoài. Thì đó là có những cái mà cảm thấy vui lắm nhưng mà Tân thôi bỏ đi anh ơi. Tại vì nó không có logic cho cái tính cách của anh hoặc là tình huống sao nó không phù hợp. Dạ, có nghĩa là mình cứ quăng đi rồi cái nào cũng được thì anh sẽ gọt lại. Cứ gọt lại hết. Không để mình đi xa quá. Đây là một bộ phim hài hước thì chắc chắn là các diễn viên sẽ quăng miếng với nhau. Em xin được hỏi là anh Lê Nam và Gia Mỹ có quăng miếng qua lại với nhau không? Gia Mỹ có chụp kịp không? Cũng không có quăng. Không phải không dám quăng mà tại vì kịch bản nó vậy rồi, hai cha con vô nhớ phân đoạn cà phê, hai cha con ngồi bắt đầu nó xàm nó láp gì đó cũng hiểu ý nhau, cũng nói qua nói lại rồi cũng quăng đi chụp lại hoài nhưng mà vui không thì chưa biết, nhưng mà con quăng chụp lại hoài cũng tại vì Tân kêu ở chỗ này cha con thoải mái đi là bắt đầu hai cha con bắt đầu thoải mái quăng. Mỹ thì nói gì thôi chứ nó cũng lanh, miệng nó lanh lắm, cũng không đơn giản đâu. Tại cái dây tâm ý là cái dây là ép con người ta vô một cái gì tính cách hiền lành, hiền lành nhu mì thôi, nhưng mà ngoài cái bản chất nó rất là ghê gớm. Trời ơi, vô phim trường nó nói gì thôi rồi, nó không lại đâu. Con đâu có nói gì đó vậy đâu. Quá. Vậy có miếng nào mà em chụp hụt không? Khai thiệt đi. Em không biết là em có chụp hụt không, nhưng mà có những cái ba nói cái em thấy em trả lời xong cái em thấy ba không vui. Vậy chắc là rớt rồi đó. Đâu có, không vui là gì, cái tính cách nhân vật khi bé nó quăng thì mình không vui, mình là cha là mặt buồn chứ đâu phải là ngoài nhân vật đâu mà không vui. Không. Sai. Nhiều khi con thấy vậy là rồi mình chụp không được rồi đó. Phải. Không phải, tay gục mặt vậy nè, không dám nhìn đó, tại vì dễ thương quá. Yeah. Mình thì tính cách nhân vật mình lúc đó mình phải như vậy. Ý là Mỹ bắt buộc ba Nam là phải xì rồi Mỹ mới công nhận là cái miếng này tôi đã chụp kịp. Ồ, bé này nó khó xì lắm. Để diễn với người khác cảm thấy những người anh lớn này nọ cái là anh em nhiều khi xì cười qua cười lại vui lắm, mà riêng con bé này không có xì. Nó xong cái nó ngồi im vậy, nó quay như khác mà nó rất là khùng. Nó rất là khùng chứ nó trời ơi. Quên cái vai tâm ý của gia đình số 1 đi, hãy nhớ cái Thanh Hà của gia đình võ thuật. Con bé nó thiệt thôi không biết diễn tả sao. Nó bất chấp. Nó diễn bất chấp, nó múa mai, nó quay cuồng, thậm chí nó che anh luôn mà. Wow. Má đây che mặt anh luôn. Đấy, Mỹ nè. Tại nó hứng quá. Khi mà nó hứng quá cái nó quăng cái nó quên, nó che ba đó cái. Dạ. Ba nó phải nóc ra đấy con. Né mà né. Ba có cái mặt lên hình mà con né qua cho ba cái. Cũng một hai lần nhưng mà nhắc là nhớ. Dạ. Cái vai Tân Hà này chắc là giống tính cách của Gia Mỹ ở ngoài đời hơn đúng không? Không. Thế như ba nghĩ là giống ngoài đời hơn, còn cái con thì ba không biết, tại vì thực sự cái vai này nó hơi năng động, nó năng động hơn cái vai tâm ý nhiều. Sao kỳ vậy ta? Con vậy con không hiểu tính cách con sao luôn. Thôi vậy thôi, con đa nhân cách rồi con ơi. Tại vì thực sự em cảm thấy nhân vật Thanh Hà này là khác em hoàn toàn, em phải cố gắng diễn nhiều thứ với Thanh Hà lắm. Tâm ý giống hơn. Bản thân em lại hết tâm ý giống hơn, nhưng mà ba lại cảm thấy vậy thì là sao ta? Thanh Hà giống hơn. Nói chung là người ở trong ruột thì không thể nào mình biết được mình như nào hết, những người ngoài cuộc nhìn vô thôi. Đúng rồi, ngoài cuộc. Thanh Hà có khó hơn cái là phải thể hiện võ thuật. Những cái phân đoạn võ thuật này nó cái thì nó khó khăn. Còn về tính cách thì bạn nghĩ giống. Còn tùy con chối thì thôi. Trong phim này anh Nam thì cũng nói rồi, anh Nam thì không biết võ, không nói rồi. Còn Gia Mỹ là một nhân vật là cũng là thuộc dạng là có võ trong gia đình đó, thì những phân đoạn võ thuật như vậy có làm khó được Gia Mỹ không? Dạ, trời, trong phim là em là một người mê võ lắm anh ơi, mê lắm anh ơi. Mê lắm luôn. Mê mà lúc nào cũng mong muốn ông ngoại truyền là võ đường cho mình mà ông ngoại không bao giờ truyền hết.
Anh thấy mà trên cái opening là thấy em đưa cái chân lên đá rồi nhìn ngầu lắm luôn á. Dạ. Cho nên là cái việc mà tập võ là đối với em là cũng là một cái trải nghiệm. Tại vì thực sự là em không biết võ, ở ngoài đời không biết võ. Cho nên là những cảnh quay mà có võ thì trong đoàn sẽ có một anh huấn luyện võ thuật để hướng dẫn mình những cái chỉ đạo võ thuật, dạ, động tác á, để lúc quay mình dễ hơn. Thì có những lúc em rảnh á thì mấy anh chị trong ekip này kêu hai tập võ đi để lát quay cảnh đó. Mệt chị luôn. Dạ cũng có mệt mà em thiệt em sợ quay cảnh võ lắm. Tại vì quay nhiều góc lắm mà anh biết là đánh võ mà nhiều thế rồi phải bắt rất là từ nhiều góc. Nói chung rất là mệt. Dạ. Anh Nam có bao giờ quay một cái vai diễn nào mà anh Nam phải đánh võ không? Có chứ, hồi xưa anh nhiều chứ. Sau này anh cơ thể ít vận động lại tại vì sức khỏe không cho phép. Dạ. Chứ hồi xưa là anh nhiều lắm. Hồi xưa là anh cũng đi nhiều phim, cũng thể hiện những vai quýnh cách ca lơ, cách ca đơ đồ dữ dằn lắm chứ bộ. Trời ơi, hồi xưa trời ơi, xưa đá 360, 720 đồ dữ dằn lắm. Quá khứ thôi. Bây giờ không còn nữa rồi. Bây giờ muốn thể hiện thì chắc chỉ có do mèo, muốn múa quào quào này nọ thôi chứ. Múa lụa thôi. Những phân đoạn mà hai cha con đóng với nhau á thì anh Nam và Giang Mỹ thích phân đoạn nào nhất và phân đoạn nào mà để lại cái ấn tượng sâu sắc và gây cười nhiều nhất cho hai cha con? Hay có thể chia sẻ được không? Thật sự thì trong gia đình võ thuật thì tất cả những phân đoạn thì phân đoạn nào cũng dễ thương đó, không phân đoạn cũng dễ thương. Có cái phân đoạn với lại Tâm Lý là cái phân đoạn với lại Thanh Hà là phân đoạn trong quán cà phê con ha. Hai cha con đi quán cà phê là kèm. Tại sao? Con học hành kiểu gì mà con được có 3 điểm? Con học gì chết rồi hồi đó ba học giỏi cỡ nào? Đúng rồi. Ba học giỏi cỡ nào mà tại sao con lại học như vậy, đối xử với ba tàn nhẫn như vậy? Thì sau đó bắt đầu anh mới chỉ. Anh chỉ gốc của anh chỉ cũng không ra luôn. Tại vì hồi đó anh học cũng dở không như người ta. Giả bộ lấy oai. Lấy oai. Trong phương đoạn nó có một cái cậu bé tiếp viên cà phê cũng dễ thương. Cũng ra cũng thêm mảng miếng này nọ được. Phương đoạn nó cũng vui. Sao hậu trường cười dữ lắm. Lên TV ít cười lại đó. Trời ơi, con thấy hả, cảnh quay nào mà có ba là hầu như anh em trong ekip, mấy chị thư ký là ngồi ở cái mo mà coi anh đều cười hết, cười xỉu luôn. Đại cảnh nó cười lấy chớn cho mình đó mà. Trong phim thì chắc chắn là Gia Mỹ cũng sẽ gặp được, ngoài anh Nam, ngoài chú Trung Dân thì còn gặp được các cô chú anh chị lớn nữa. Thì Gia Mỹ có học hỏi được gì từ bộ phim này không? Dạ có chứ, mỗi bộ phim là mỗi trải nghiệm mới, đúng không? Mỗi học hỏi của em mà. Và đối với bộ phim Gia Đình Võ Thuật này thì em lại được học những cái gọi là sao ta, những cái võ thế võ mới nè, rồi là được tiếp xúc với những anh chị mà chuyên về bên hài. Thì em nghĩ là đó là một cái may mắn của em được học, em mới tiếp xúc, thì em cảm thấy cái điều đó là điều em học hỏi nhiều nhất. Lúc nãy trong cái phần giới thiệu của em á, em có giới thiệu là anh chuyên trị những vai nhỏ nhỏ, em nói vậy có thật ý gì anh? Không, tại vì thực sự là bản thân anh là chuyên trị những vai nhỏ nhỏ, tại vì cái mặt như vậy thì không thể nào đóng vai chính được, chỉ là những cái vai nhỏ thôi. Thì nhưng mà thường thì cũng có số phận, cũng có đức diễn, nói chung là cũng thể hiện đủ đôi chút về bản thân mình. Những vai của anh thể hiện thì thường là rất là tưởng tượng và khán giả luôn luôn nhớ, chỉ xuất hiện đôi khi lướt qua thôi mà khán giả cũng không thể nào quên được, đúng không Mỹ? Mỹ có cảm nhận cái điều đó khi mà đóng vai con của anh Lê Nam không? Trời ơi, anh không biết, em là fan của ba, em gọi là ba cho thân mật ha. Em là fan của ba khi là lâu lắm rồi. Hồi đó em nhớ là khi mà em còn học năm nhất mà em chưa mới vào trường hay đó, thì em có đi phụ một cái anh quen đóng cái TVC. Thì lúc đó ba là đóng vai chính. Thì Bà nhớ không? Là em hâm mộ từ đó, nhìn ba rất là thân thiện mà rất là vui á. Là từ đó mình ấn tượng luôn. Thì Mỹ á, khi mà nhận lời đóng chung với lại ba Lê Nam á, thì có lo không? Lo vì là được đóng chung với một anh, đàn chị, đàn chú lớn hơn mình rồi, thì mình có lo hay chuẩn bị gì không? Dạ thật sự là không có lo, nhưng tại vì biết là ba là rất là thân thiện á. Với lại
khi mà em làm chủ việc chúng ba em thấy rất là thoải mái. Ví dụ mình không biết cái gì thì ba chỉ mà nhẹ nhàng lắm, ba kêu con cái này con như này như này nha, chứ nói chung là ba không tạo cho em một cái áp lực gì hết, cho nên là em rất là thích và cảm thấy nhẹ nhàng và quý ba lắm. Nói đi nói lại thì khi mà Lê Nam tham gia với Gia Mỹ thì thật sự là cái phim này là cái phim đầu tiên. Đầu tiên là Lê Nam kết hợp Gia Mỹ thì làm việc với nhau thì thấy đây là cô bé cũng rất là năng động, chịu khó học hỏi tìm tòi và tìm cái nét riêng cũng như vật của mình. Thì không phải là dạy đâu, tại vì anh em thì góp ý nhau thôi. Thì thí dụ như mình có gì sai thì em cũng góp ý với mình. Được cái thì em nói cũng lễ phép. Còn về phần Gia Mỹ sao rồi, sau phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 thì khán giả cũng đã định hình được em trong vai diễn rồi thì chắc chắn là em đã hoàn thành tốt vai diễn thì người ta mới nhớ tới em đúng không? Và cái một cái điều minh chứng tốt cho cái việc mà em diễn xuất tốt là được mời tới phim số 2 là phim gì? Gia Đình Võ Thuật đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì em có áp dụng những gì đã học từ Gia Đình Là Số 1 sang đây không? Dạ có chứ. Thực sự là sau phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 thì em đã thu về cho mình khá mớ kinh nghiệm. Ví dụ như một cái lỗi mà lớn nhất mà em không có làm tốt ở Gia Đình Là Số 1 á là em không có biết cái máy góc máy nằm đâu để mà em di chuyển này nọ hết. Thì qua Gia Đình Võ Thuật thì em đã khá hơn rất là nhiều. Tuy là có bữa con có chê ba, con biết con nhớ bà cái lỗi đó, con xin lỗi ba. Có Lê Nam làm chứng nha. Dạ, nhưng mà em nghĩ là em đã tự tin hơn khá là nhiều so với phim Gia Đình Là Số 1 phần 2. Trong cái lần chia sẻ lần trước á, thì anh có biết cái vấn đề mà em cũng khá là hoang mang trong cái đề dư luận á. Thì qua phim này em đã cảm thấy mình thực sự vững vàng trước những sóng gió dư luận đó chưa? Dạ, thực sự mà nói là thì Gia Đình Là Số 1 phần 2 em cũng em nghĩ là em bị dư luận công kích cũng chưa đến mức là quá là nhiều, nó nằm ở cái mức vừa phải mà em chịu đựng được. Em cũng chưa gặp một cái đả kích nào lớn hơn cho nên là em không biết cái khả năng mình như thế nào, nhưng mà tới đâu thì mình chơi tới đó. Dạ, tới đâu thì chơi tới đó, nhưng mà em nghĩ là em đã mạnh mẽ hơn so với lúc trước, là mạnh mẽ hơn rất là nhiều rồi. Điều đó khá là tốt cho em, để thể hiện cái độ trưởng thành của mình càng hơn đúng không? Dạ. Trong cái định hình sắp tới của anh Nam đó thì ngoài những vai diễn cái định hình như vậy rồi thì anh Nam còn muốn thôi nha, với mình chưa nói là có cơ hội gì, muốn thể hiện một cái vai diễn như thế nào, anh có hình dung mà kể cho khán giả nghe không? Anh thì thực sự dạng vai nào anh cũng thích hết, và chỉ có một cái dạng vai là trẻ đẹp là không thích thôi. Tại vì anh không được trẻ đẹp, cũng khó lắm mà vô những cái dạng vai vậy. Còn những dạng vai chẳng hạn như là ác hay là nham hiểm hay là hề hước, khù khờ nọ, tất cả các dạng vai anh đều thích hết. Và anh đều muốn sau này anh có cơ hội anh sẽ thể hiện tất cả các dạng vai như vậy. Bây giờ là anh còn thiếu cái dạng vai nào anh? Hình như con chưa thấy ba đóng vai ác gì phải. Đúng rồi, toàn đóng vai hiền không. Đúng rồi, chưa bao giờ đóng vai ác mà. Ác mà anh thích một cái dạng vai giống như ác tới luôn hả? Ác mà ác tới luôn, nhưng mà khi hiểu ra được thì tại sao người ta lại phải có nguyên do vậy, và có một phân đoạn nào nó bi cho tới luôn đó, thì thích chứ cái giải vai vậy mà chưa được thể hiện. Còn Gia Mỹ thì sao, cái định hình sắp tới của em là em muốn thể hiện một cái vai diễn như thế nào, có thể chia sẻ với gì khán giả cũng biết được không? Em nghĩ là ở cái tuổi của em bây giờ cũng còn trẻ, cho nên là nếu như mà có cơ hội vai nào tới thì em sẽ cố gắng thử sức hết. Dạ, thì em cũng giống như ba là mong muốn khao khát được trải nghiệm hết tất cả các vai để coi là bản thân mình phù hợp với cái vai, dạng vai như thế nào nhất, và từ đó thì mới định hình cho mình chính xác được. Vậy trong tất cả các vai diễn thì anh Nam và Gia Mỹ có thể chia sẻ cho khán giả biết là anh Nam và Gia Mỹ thích vai diễn nào nhất? Cái vai diễn này mà thích nhất mà dạo gần đây là vai của anh Sáu trong Mùa Hè Tướng Hỷ. Nói về cái vai mà em thích nhất đó bây giờ thì chắc là vai Tâm Ý rồi. Tại vì Tâm Ý để lại cho em rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều ấn tượng. Em trải qua khóc cười với Tâm Ý rất là nhiều, cho nên là đến bây giờ trong em cái vai Tâm Ý vẫn là vai diễn em thích nhất. Và cái phim Gia Đình Số 1 là khán giả nhớ nhất về mình đúng không? Về Tâm Ý đúng không? Anh Nam có từng chia sẻ là anh dự định trở thành một đạo diễn, vậy anh có còn theo đuổi cái ước mơ đó không? Và dự định sắp tới của anh là gì? Thực sự là khi làm nghề tới bây giờ thì không có lâu, cũng
cũng không có ngắn mà cũng không có lâu. Thì cũng mười mấy năm thôi, nhưng mà cái từ lúc mới vô nghề là cái đó là cái ấp ủ của mình rồi. Tại vì mình hồi đó vô tình thấy đi không phải là lúc đó đi diễn mà lúc đó còn đang đi học, thấy tự nhiên đạo diễn ngồi cầm cái loa, lúc đó là cái loa chứ không phải cái bộ đàm, nó còn đơn sơ rồi bắt đầu nói cái đó, ủa sao hôm nay cũng quay dữ vậy, mà cuộc đời mình phải làm những cái người quay vậy đó, những người quay vậy đó. Xong bắt đầu cái sau này làm diễn viên rồi bắt đầu cái mới thấy những người đó là những người cực nhất trong đoàn phim. Họ phải từ kịch bản, từ đạo diễn, từ bất cứ tức từng cái là ông đạo diễn là cái ông cực nhất. Thì nhưng mà tới bây giờ, tại vì nó đã ngấm vô máu mình rồi, thì tới bây giờ vẫn mê được làm, được kể một câu chuyện nào đó cho khán giả nghe theo cái cách của mình. Còn Mỹ, sắp tới em có dự định gì không? Dạ, sắp tới thì em vẫn tiếp tục việc học ở trường, và bên cạnh đó thì em cũng vừa nhận một kịch bản mới và chuẩn bị bấm máy. Trước khi chia tay thì anh Nam và Gia Mỹ có một lời mời chào nào tới quý vị khán giả để họ có thể đón xem phim Gia Đình Võ Thuật được không ạ? Thực sự là Gia Đình Võ Thuật là một bộ phim hay, chủ đề mới lạ và dễ thương. Khi mà mọi người sau những cái giờ làm căng thẳng mệt mỏi thì mọi người có thể xem phim Gia Đình Võ Thuật để giải stress này, để tạo tiếng cười trong gia đình, mọi người cùng với ông bà, gia đình, con cái, quay quần bên mâm cơm, dạ, bật cái tivi lên coi phim Gia Đình Võ Thuật. Gia Đình Võ Thuật có ông ba, đứa con cũng ba khá là dễ thương, ngoại hình cũng khá là bắt mắt, dễ thương. Dạ, mọi người cũng đừng quên là ủng hộ cho Ba Lê Nam và Gia Mỹ trong phim Gia Đình Võ Thuật, và cũng như là các dự án sắp tới của hai ba con Mỹ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Luôn rất cảm ơn anh Lê Nam và Gia Mỹ đã nhận lời mời tham gia Alo Phim Nghe. Chúc cho hai diễn viên ngày càng thành công cho con đường sự nghiệp của mình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo. Xin chào quý khán giả, Lưu Quang Anh hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục phim mới. Như mọi lần, Quang Anh xin phép điểm qua những tên phim đáng chú ý trong các khung giờ quen thuộc. Vào lúc 13 giờ trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 7, phim truyện Trung Quốc Quyền Lực Vương Triều. Lúc 12:30 trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 7, phim truyện Philippines Những Đứa Con Ngoài Giá Thú. Cũng xin chia buồn với bác. Gọi bác sớm. Lúc 17 giờ trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 6, phim truyện Ấn Độ Ngày Mới Bắt Đầu. Hôm nay là kỷ niệm ngày trên HTV7, sitcom Việt Nam trong tuần này có các phim sau: Muốn Kiểu Làm Dâu từ thứ 2 cho đến thứ 5, 24 cho tới 27 tháng 2. Shipper Bá Đạo từ thứ 2 cho đến thứ 5, 24 cho tới 27 tháng 2. Nhã Người Thứ Ba từ thứ 2 cho đến thứ 4, 24 cho tới 26 tháng 2. Ủa bà dám đi chơi không có mẹ luôn hả bà? Gia Đình Võ Thuật phát sóng vào thứ Tư ngày 26 tháng 2. Trời ơi, mà nói nghe nè. Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm phát sóng thứ Năm và thứ Sáu ngày 27 và 28 tháng 2. Vẫn trên HTV7 vào lúc 20:35 từ thứ Tư cho đến thứ Sáu ngày 26 cho đến ngày 28 tháng 2, phim Làm Rễ Mười Xuân. Làm Rễ Mười Xuân xoay quanh câu chuyện thú vị hài hước của cha vợ Mười Xuân và những chàng rể có một không hai, giữa chàng công tử nhà giàu kiêu ngạo và chàng trai y dược ngoan ngoãn tinh tế biết quan tâm người khác. Ai sẽ nắm giữ vé thông hành đến trái tim của Đào và hơn hết là được cha vợ Mười Xuân ủng hộ? Quý vị nhớ đón xem các tập tiếp theo vào 20:35 thứ Tư, thứ Năm trên HTV7 nhé. Khảo vừa cười vừa thua vừa mất vệ sinh. Rất tiếc vì thời gian dành cho chuyên mục phim mới đã hết. Hy vọng các anh đã mang đến một vài thông tin hữu ích về các bộ phim đang phát sóng trên HTV. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi lịch phát sóng trong tuần ngay sau đây.
Đến đây thì Quang Anh đành nói lời chào tạm biệt vì 30 phút của thời lượng Alo Phim Nghe đã hết. Để đóng góp cho chương trình, xin quý vị gọi đến số 083 9100 727. Chúc quý vị có một cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Hãy luôn ủng hộ cho Alo Phim Nghe phát sóng vào lúc 14:30 thứ bảy hàng tuần trên HTV7 cũng như mọi khung giờ của phim HTV nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.